Chào mọi người, có ai đang xem không ạ? Đang xem lên được chưa nha? Ê, sao không thấy gì nhỉ? Đây, có rồi. Có rồi. Chào Nguyễn Chi Vân, Hai Đức Anh, Bùi, Nguyễn Trung Kiên, chào mọi người nha. Chào mọi người. Hello cả nhà. Cuối tuần có chút thời gian thì chúng ta sẽ học một tí nhé. Mọi hôm là những cái chủ đề về ngữ pháp sơ cấp. Nào, hôm nay chúng ta sẽ học một tí qua bản tin đi. Nhưng mà một cái tin buồn là, ôi dồi ôi, buồn ghê luôn. Cái bản tin này là cái bản tin mà mình thực ra là mình dịch từ lâu lắm rồi, từ cái hồi thời điểm tháng 9 năm ngoái rồi. Thế xong bây giờ mở cái file ra, định tí nữa học cái phần qua bản tin với mọi người thì copy cái link đấy cho lên YouTube thì thấy là cái kênh này nó xóa mất cái video này rồi. Khổ ghê. Nguyễn Chi Vân, cô có dạy nhóm kín không ạ? Có. Mình vẫn dạy online bình thường. Chắc là mọi người vẫn chưa biết đến khóa online bên mình chắc. Mình dạy online từ nhóm N3, N2, N1. Thì cái online bên mình thì nó sẽ có hai phần. Một phần là các bạn sẽ học theo lộ trình ở trên web. Phần thứ hai là trong nhóm kín. Trong nhóm kín thì sẽ bây giờ hiện tại là ngày nào cũng có những cái buổi livestream để giải đáp thắc mắc. Tức là trong cái quá trình các bạn học ấy, thì nếu như các bạn có bất kỳ những phần câu hỏi nào, chủ yếu là các bạn hay hỏi về phân tích từ, rồi phân tích ngữ pháp, rồi nó khác nhau như thế nào, thì mình sẽ cố định là các cái lịch livestream hàng hàng ngày để giải đáp cho các bạn này. Nguyễn Chi Vân, nhóm nào cho em biết với ạ? Đấy, nhóm N3, N2 và N1. Nhưng mà các nhóm này thì đều là những cái nó mất phí. Nó là cái chương trình học online ở bên mình. Nếu mà bạn cần muốn tư vấn thêm thì bạn có thể nhắn tin vào fanpage thì tư vấn bên mình sẽ thông tin cho bạn cụ thể nhé. Còn nếu mà để học những cái chương trình free như thế này ấy, thì các bạn, một là các bạn đăng em đăng ký cái kênh YouTube Thảo Luyện GP, hai nữa là em like cái phần fanpage này hoặc là nhấn vào cái nút theo dõi ấy, thì những cái lúc nào mà mình livestream thì em sẽ có thể học được. Mọi người có thích cái chương trình học tiếng Nhật qua bản tin không ạ? Bây giờ thì mình đang update thêm cái video cho cái khóa học tiếng Nhật qua bản tin với học của tiếng Nhật qua phim. Trước kia thì hai cái khóa này thì không phải trước kia mà kể cả bây giờ thì vẫn đang bán riêng lẻ hai khóa này. Tức là các bạn sẽ hoàn toàn học theo kiểu qua bản tin với qua phim luôn. Các bạn sẽ nghe trước, sau đấy thì sẽ có cái phần phân tích, rồi sau đấy thì nghe lặp đi lặp lại. Thì cái việc đấy là chúng ta sẽ học từ vựng qua các bản tin, học tức là phân tích giống như những cái video phân tích mà mình đăng trên YouTube đấy. Tuy nhiên thì ở trong khóa học thì nó sẽ không bao gồm những video đấy, bởi vì video đấy là free, mà còn video trong khóa thì sẽ là video khác. Nhưng mà đợt này á, nếu mà tức là đợt này đang có cái chương trình ưu đãi là khi mà các bạn mua combo ấy thì các bạn sẽ được tặng một trong hai khóa đấy, bạn chọn khóa nào cũng được. Một là bạn sẽ chọn khóa học qua bản tin, hai là bạn sẽ học khóa học qua phim. Được chọn một trong hai, thường thì với N2 và N1 thì nên chọn cái khóa học qua bản tin bởi vì cái lượng từ vựng và cái hiệu ghen ngữ pháp nó sẽ khó hơn. Còn với N3 thì có thể N3 hoặc N2 cũng được, cũng có thể học cái khóa qua phim được. Nhưng mà cũng tùy vào cái sở thích nữa, và có bạn sẽ thích học qua phim hơn, có bạn thích học qua bản tin hơn. Rồi, bây giờ mình đây, mình sẽ mở cái file này nhé. Cái file này là một cái bản tin nó ngắn ngắn thôi, nhưng mà nó cũng có khá nhiều từ mới luôn. Đó. Khổ lên bây giờ, cái này là mình dịch nó từ cái hồi tháng 9 năm ngoái.
Thế xong bẵng đi một thời gian, lâu lâu mới đụng lại. Thường là mình sẽ dịch thành một cái series luôn, sau đấy thì mình mới đụng lại để có thể edit một số chỗ để cho bên đội ngũ kỹ thuật họ sẽ cho cái, tức là add cho text vào á, cho text vào trong video ấy. Thế dịch một loạt toàn bộ xong, bây giờ đụng vào cái mớ này thì link các cái video bản tin toàn bị đai thôi. Kiểu người ta xóa mất một số cái video đi ấy. Đấy, cái link này này. Cho lên YouTube. Nó bị xóa mất thì đâm ra nó chả còn hình nữa. Bình thường mọi người có đang xem bản tin hàng ngày không ạ? Với các bạn đang ở bên Nhật thì các bạn cứ sáng một hồi xưa, ngày xưa cái hồi mà mình đang ở bên Nhật đấy, cứ sáng ví dụ ngủ dậy cái là cũng không cần phải tiếc là phải ngồi vào để xem chăm chú đâu. Dậy thì mình cứ bật những cái bản tin, bật những cái tivi lên cứ thế để cho nó nói thôi, nghe được câu nào thì nghe, hoặc là các bạn có thể nghe qua cái kênh YouTube này cũng được này, ANN News này, những cái bản tin nó ngắn ngắn như thế này này. Nếu mà các bạn tự nghe nhé, tự nghe mà các bạn sợ là các bạn không biết là nghĩa của nó là gì ấy, thì các bạn để mình phóng to cho mọi người nhìn nhé. Nếu mà tự học á, đó thì các bạn ấn vào cái chỗ phần hiển thị ở dưới này, thì người ta sẽ để text thông thường, cũng không phải là 100% đâu, nhưng mà người ta sẽ để cái text nội dung của cái bản tin đó ở dưới này. Cũng có một số chỗ là người ta để, có một số chỗ không, nhưng mà nếu mà cái kênh này thì phần lớn là người ta có để text, thì các bạn có thể xem cái phần ở dưới này nhá. Đó, hoặc là nếu mà không có text thì mọi người Make ấn your vào cái videos chỗ. easier to find on YouTube. How to get Mọi người ấn vào cái chỗ mà nó sắp phụ đề ấy. Sắp phụ đề thì không không chính xác lắm, nhưng mà cũng có thể gọi là một cái gợi ý, tức là N2 và N1 có thể tự học theo cái kiểu như thế này. Vấn đề còn lại là những gặp những cái từ mới thì chúng ta tra từ thôi. Thì nếu như bạn nào có cái mong muốn là sau này sẽ đi theo cái con đường phiên dịch hoặc biên dịch ấy, thì không có cái cách nào hay hơn mà cái cách luyện tập này. Bởi vì thực ra nếu mà chúng ta đi học ở trung tâm hoặc học một cái khóa nào đó về biên phiên dịch ấy, thì nó cũng chỉ giới hạn tầm khoảng 30-40 buổi là cùng. Và trong cái khoảng thời gian đấy thì người ta chỉ, một là người ta chỉ cho ta một số cái cách dịch, cái thứ hai nữa là chỉ một số cái lọc cái nội dung người ta đưa ra, tức là với mỗi chủ đề thì sẽ có một vài cái nội dung thôi. Và nếu mà chỉ học qua từng đấy thì các bạn sẽ không thể nào mà có thể tác nghiệp được, nên là tốt nhất là hàng ngày hãy luyện tập bằng cái phương pháp này, xem bản tin sau đấy dịch. Đó. Nếu mà không có, tức là sẽ có những bạn người ta thích học theo kiểu là để ôn GLBT, nhưng mà sẽ có những bạn là cảm thấy là mình thích học theo kiểu thực tế như thế này, thì các bạn có thể sử dụng cái cách này nha. Ô chết, nãy giờ mình đang mở cái file Word mà mình không mở cái file này. Ôi trời ơi, chết rồi. Đây. Để mình chỉ. Bây giờ nó đang chỉ hiển thị cái file Word thôi đúng không? Đó, khổ thế đấy, không để ý. Bây giờ cứ nói thế thôi. Đây mọi người nhìn thấy cái hình ảnh đấy được đúng không? Đây này, cái kênh ANN News CH này này. Chủ yếu là bản tin, thì cái kênh này là mình thấy là chỉ mình. Có nhiều kênh lắm, nhưng mà thực ra một kênh một ngày người ta cũng đăng nhiều video lắm mà, đúng không? Thế nên là cũng chỉ cần một kênh nó là đủ quá rồi, quá là đủ rồi. Mỗi cái video như thế này thì nó cũng ngắn tầm khoảng 1-2 phút thôi, nhưng mà cái lượng từ vựng để chúng ta học rất là nhiều. Đó, thì nói lại một chút cái chỗ nãy nó không hiển thị hình ảnh. Đây này các bạn, với một video như thế này nhá, thì các bạn kéo xuống dưới cái phần mô tả này, thì nó sẽ có cái phần nội dung text. Đó, nếu như mà chúng ta sợ là chúng ta không nghe được thì các bạn có thể và xem cái phần mô tả ở dưới này, thì nó sẽ có nội dung text, sau đấy chúng ta có thể nghe lại xem là sẽ có những một chỗ nó khớp, có một chỗ nó không, một số chỗ nó không khớp, bởi vì cái text này thường là nó sẽ là thuộc cái dạng văn bản viết, còn cái trên này thì có thể là nó sẽ thuộc cái văn bản nói, nên cũng có một số chỗ là nó không khớp từ với nhau, nhưng mà mình về cơ bản là nó cũng chính xác đến 90% đó. Cái kênh này là cái kênh mà phần lớn các video thì nó có mô tả ở dưới. Tất nhiên là không được hết 100%, nhưng mà phần lớn là có. Còn nếu mà trường hợp mà không có video thì ấn vào nút phụ đề. Đó. Phụ đề này nó cũng không được chính xác 100%, nhưng mà về cơ bản là vẫn ổn nhé. Đấy, thì đang nói đến cái này. Mình đợt trước là mình, cái đợt trước Tết là mình đã dịch được, không phải trước Tết mà cái tầm tháng 10 với tháng 9 năm ngoái mình đã dịch được một loạt các cái phần bản tin này rồi. Thế xong bây giờ bây giờ thì để quay lại một lượt nữa, bây giờ mới rảnh bắt đầu lại quay lại một lượt nữa để edit, để update cho cái khóa học tiếng Nhật qua bản tin. Thế là mấy cái video này là coi như là nó bị đai hết. Cái video này bị đai hết rồi. Không còn
ta xóa mất rồi. Buồn ghê. Nếu không thì hôm nay là chúng ta đã có video và nó trực quan hơn rồi. Ok, nhưng không sao. Mình có một cái file như thế này. Đó, nó ra như thế này này. Bây giờ mình có một cái file như thế này thì chúng ta sẽ học tiếng Nhật qua bản tin nha. Cái này thì từ nãy hơi khó một chút, nhưng phù hợp với các bạn đang ở tầm N2 và N1. Sau cái phần này thì mình sẽ trả lời câu hỏi của một bạn. Mọi người còn nhớ là cái đợt lâu lâu rồi mình có hỏi ở trên fanpage. Và cái đợt đấy là bởi vì là mình chuẩn bị là sẽ bắt đầu các cái video livestream đúng không? Thì mình hỏi các bạn có câu hỏi nào thì mình sẽ giải đáp dần. Thì có một bạn bạn hỏi về cái liên quan đến Kagi Ditết và Kagiri trong cái câu này. Thì sau khi mà kết thúc xong cái phần là học qua bản tin thì mình sẽ giải đáp cái phần câu hỏi này. Mình cũng không nhớ là câu hỏi này của bạn nào nữa, chỉ có nhớ là cái đợt đấy mình có cóp vào để mình định là mình livestream chữa, sau đấy cũng bận quá nên cũng chưa livestream được, thì hôm nay sẽ trả lời cho các bạn. Rồi. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ học chay theo kiểu là dịch text thôi nha. Trước khi vào cái phần dịch text thì mình sẽ cung cấp từ mới cho mọi người nha, cung cấp từ mới để mọi người nhìn nha. Đây là những cái từ mới trong cái bài này. Cái đoạn video này ngắn lắm nhưng mà từ mới và cái từ khó thì cũng khá là nhiều đấy. Ví dụ cái từ đầu tiên này, mọi người nhìn rõ không? Cái từ đầu tiên là 一部始終 này, 一部始終. Thì cái nghĩa của nó là 始めから終わりまで, tức là từ đầu cho đến cuối, thì nó sẽ dùng để chỉ cái nghĩa là toàn bộ cái sự việc. Toàn bộ cái chi tiết của sự việc. Đó. Kuwashi jijo subete. Đó, thì nhớ nhé, mặc dù nhiều người các bạn nhìn thấy cái chữ ichibu thì cứ nghĩ là một phần, nhưng mà không phải. Cả cái cụm từ này á, nó sẽ dùng cho cái nghĩa là từ đầu đến cuối này, toàn bộ cái sự việc mà chi tiết nhất. Shadanki, shadanki là cái, ở cái chữ rào này nó bị sai à? Cái hàng rào chắn tàu á, nâng lên hạ xuống tự động ấy, lúc nào có tàu đến thì kêu, mà chúng ta gặp ở bên Nhật rất là nhiều rồi đúng không? Từ này thì chắc là không phải là từ mới nữa, shadanki. Tiếp theo này, cái cặp từ này chúng ta có là tachiojo này. Tachiojo, đây từ kanji của nó là cái từ này, tachiojo suru. Thì cái từ này với nghĩa là máy, ví dụ như là những cái xe tải hoặc là tàu này, xe ô tô này, densha, jidosha thì nó bị chết máy thì người ta sẽ dùng là tachiojo suru này, nó bị chết máy. Giống kiểu cái chữ này các bạn nhìn thấy là có cái chữ đứng này đúng không? Đó, ví dụ như là xe đang đi mà nó bị chết máy thì người ta sẽ dùng với cái động từ này nhá, tachiojo suru. Tiếp theo này, một cái từ mới nữa là cái này các bạn sẽ đọc là gì? Tsumini này, tsumini là những cái hàng mà người ta chuyên chở, người ta chất lên trên ví dụ như là thuyền hoặc là xe ô tô chẳng hạn. Cuối cùng là cái từ sanrang, sanrang là những cái gì đó nó bị rải rác, nó bị vung vãi ra, tan tác mỗi cái một nơi á, thì dùng với từ sanrang này đúng không? Rồi bây giờ sẽ quay lại cái phần bài nha. Chúng ta có đầu tiên này. Mọi người đọc được những cái từ kanji này không ạ? Chữ đầu tiên cái kanji này sẽ nằm ở trong cái phần của N2 này. Đúng không? Mình sẽ phóng lên cho các bạn nhìn rõ nhé. Shogeki, đúng không ạ? Shogeki no. Tiếp theo cái cụm từ này vừa mới đọc xong, mọi người sẽ dịch ở cái phần này. À chết rồi, nó lại mình lại để cái câu dịch ở đây rồi. Thôi được rồi, kệ cứ để ở đây đi. Mọi người coi như mọi người vừa đọc giống như dạng đọc hiểu luôn nha. Cái chủ ngữ trong cái câu này là camera. Toraeteita, cái động từ toraeru ấy, thì nó có thể được dịch với nhiều nghĩa. Một là ví dụ các bạn sẽ nhìn thấy nó trong những cái bài đọc hiểu thì chỉ nghĩa là người ta hiểu, người ta nắm cái nội dung này nó như thế nào đúng không? Thì ở trong đây chúng ta sẽ hiểu là cái camera nó toraeru, tức là nó ghi lại được. Nó ghi lại được toàn bộ cái vụ va chạm. Toàn bộ cái vụ va chạm. Cái từ shogeki trong cái trường hợp này nhá, chúng ta sẽ dịch là va chạm. Ừ. Thì cái hình ảnh của cái video đấy mình nhớ là có một cái xe đầu kéo. Thore đó là cái dạng xe đầu kéo ấy. À có một cái để các bạn tra từ trong tiếng Nhật này. Cái này thì chắc là mình cũng nói trong một số cái video rồi. Nhưng mà để nói lại cho mọi người nhìn nó trực quan hơn.
Khi mà chúng ta tra một cái từ ấy thì chúng ta tra Nhật Nhật ấy thì các bạn sẽ dùng cái từ đấy cộng với tô ạ thì nó sẽ ra thôi. Ví dụ cái từ này các bạn để cái tô ạ nó sẽ ra. Tuy nhiên cũng có nhiều khi là mình cái từ đấy người ta dịch người ta để diễn giải nó bằng tiếng Nhật thì có khi chúng ta hơi khó hiểu. Thì nếu như cái trường hợp mà đọc tiếng Nhật người ta giải thích nó cũng khó hiểu ấy thì các bạn click vào cái phần hình ảnh ấy, nó sẽ ra những cái hình ảnh có liên quan đến cái từ vựng đấy. Thì nó cũng sẽ là một cái cách gợi ý để chúng ta hiểu được cái nghĩa của cái từ đó. Ví dụ ở đây là thô đê đó, chính là cái dạng xe đầu kéo này. Đó, hình ảnh cái này các bạn nhìn thấy đúng không? Thường là xe chở hàng đúng không? Nó có cái phần đầu kéo ở đầu và nó kéo cái phần đuôi ở sau đây. Thì người ta gọi cái này là thô đê đó. Này, đó, những cái từ khó thì chúng ta sẽ phải áp dụng bằng cái biện pháp đấy. Những cái dạng như thế này thì thường trong những cái câu ngắn ở các cái phần bản tin ấy, người ta sẽ không có đầy đủ những cái kiểu như là this hay là chủ ngữ, vị ngữ đâu, mà người ta sẽ để một cái danh từ kiểu như thế này. Khi mà để một danh từ kiểu như thế này thì nó sẽ không có cái phần đuôi nữa, mà chúng ta sẽ dịch bắt đầu từ đuôi hất, cái phần thô đê đã hất lên đúng không? Một cái xe đầu kéo, cái xe đấy nó đi vào trong cái đường, cái barrier chắn tàu ấy đúng không ạ? Nó đi vào trong cái khu vực đấy và cái lúc mà nó đi bắt đầu đi vào ấy thì chỗ này thì hơi khó nhỉ, bởi vì không có hình ảnh nên mọi người cũng khó tưởng tượng. Cái lúc mà nó đi vào trong cái vùng barrier chắn tàu ấy thì cái hàng rào chắn nó bắt đầu hạ xuống. Đó, hạ xuống tức là gì? Các bạn tưởng tượng như là cái hàng rào chắn nó bắt đầu hạ xuống để nó ngăn không cho các cái xe rồi các cái phương tiện rồi người đi sang đường nữa, bởi vì lúc đấy là có thể là có tàu đi qua đúng không ạ? Nhưng mà cái xe đầu kéo này nó lại đi vào cái khu vực chắn chắn tàu đấy và nó tức là nó sát sút lúc mà cái rào chắn tàu nó chuẩn bị hạ xuống ấy, ori hajime, thì nó đi vào, nó đi qua luôn. Giống như kiểu như là nhìn thấy đèn đỏ rồi nhưng mà vẫn cứ vượt á. Chỗ này người ta sẽ dịch là xe đầu kéo chở hàng đi vào trong cái khu vực barrier chắn tàu khi mà cái hàng rào chắn chuẩn bị hạ xuống. Không phải là người ta dịch mà mình dịch. Đó, mình đã giải thích phân tích cho các bạn thôi. Thì tiếp theo này. Đây. Thì nó đang cái lúc mà nó đang chuẩn bị sắp sửa chuẩn bị là nó cái chỗ mà nó đi qua ấy, thì nó sẽ rẽ, nó sẽ có một cái đoạn cua. À, nó rẽ đúng không? Magari. Magari kireru ka to omowareta tokoro de desu ne. Thì cái chỗ này phân tích nó sẽ hơi khó một chút để mình phân tích từng cái nhỏ cho các bạn nhé. Đây, cái chỗ là ka to omowareta desu ne. Tokoro de ở đây là đúng vào cái lúc nhé. Đúng vào cái lúc mà chuẩn bị sắp sửa là rẽ được hết. Cái kireru ấy, mọi người còn nhớ không? Kireru là dùng với cái nghĩa là cái gì xong xuôi hết đúng không? Thì bây giờ là có thể xong xuôi hết khi để được. Cái khi được là như vậy, ví dụ như là mình ăn hết này. Ui, phải chuyển sang tiếng Nhật đã. Chắc là cái chủ đề về cái phần dịch như thế này thì các bạn sẽ cảm thấy hơi khó một chút nhưng mà chịu khó nhé. Tabe kiru được đúng không ạ? Ăn hết, sạch, không còn chừa cái gì cả. Khi để được, có thể ăn hết, đúng không ạ? Chuyển sang cái dạng khả năng. Thì cái chỗ này là nó đi, nó cố tình nó vượt qua cái chỗ rào chắn đấy để nó rẽ ngoặt sang cái bên tay trái ấy. Thì bây giờ cái đúng cái lúc mà nó tưởng chừng như là nó sắp rẽ được hết rồi, nó sắp cua hết được rồi. Magari kireru ka to omowareta desu ne. Đúng cái lúc mà tưởng chừng như là nó đã sắp sửa rẽ xong hết cái đoạn cua đấy rồi. Magari kireru ka to omowareta desu. Sắp sửa rồi nha, chuẩn bị tưởng, cứ tưởng là như vậy thì nó bị làm sao? Thì nó bị chết máy, cái cụm từ này này. Phân tích câu ấy, nó lại cứ lằng nhằng với nhau đúng không? Mình để cái phần phiên âm ở trên cho các bạn dễ nhìn. Nó bị chết máy và ngay sau đó, sono chokugo thì nó va vào cái đoàn tàu. Đúng không? Ngay sau đó thì va chạm với cái đoàn tàu, nó đi vụt qua luôn. Được chưa ạ? Thì cái chỗ này nó liên quan đến Tokoro đấy. Nếu mà các bạn có xem cái video hôm qua là mình có trên YouTube là có cái phần phân biệt giữa cái Tokoro de, Tokoro
ô các kiểu đấy đúng không? Thì đây là đúng cái lúc nhạc đúng cái vào đúng cái lúc mà chuẩn bị nó sắp sửa là rẽ xong hết rồi, nó sắp đi qua cái đoạn đấy rồi thì chẳng may nó lại bị chết máy, nó dừng lại luôn đó, và lúc đấy tàu đi qua, thế là nó cho một phát luôn. Cái trường hợp tai nạn như thế này cũng rất hay xảy ra đúng không? Kiểu như là mình cứ người ta có cái rào chắn người ta hạ xuống rồi, nhưng mà kiểu như là mình nghĩ là mình có thể chạy qua nhanh được, thế là cứ cố như thế để vượt qua, không ngờ đúng cái lúc đấy lại bị cuống, hoặc là lúc đấy lại bị xảy ra cái vấn đề gì đó bị khựng lại, thế là tàu nó đi qua nó bèo luôn. Đó rồi tiếp này, cái đoạn sau thì người ta cũng nhắc lại thôi. Đoạn sau ở đây là cái camera của cảnh sát được đặt ở ngay trước cái rào chắn tàu ấy, thì nó đã thoraite tạo nó đã ghi lại toàn bộ cái vụ tai nạn xảy ra ở cái bang Georgia của Mỹ. Đó, xảy ra ở cái bang này. Thì cái chỗ này nó cứ móc nối với nhau đúng không? Nhìn cái chủ ngữ của nó ở cái phần này. Chủ ngữ nhá. Đấy. Và cái phần đằng trước này là bổ nghĩa cho cái camera đó đúng không? Nó được đặt ở ngay trước cái phần rào chắn tàu. Và cái camera này nó đã ghi lại toàn bộ cái vụ tai nạn này xảy ra ở cái bang này. Và do cái vụ tai nạn này, jiko no shogeki de, thế nên là cái xe này là cái xe chở thịt. Đó. Cái thịt mà được chất ở trên xe ấy, đúng không? Thì nó bị văng sanran, nó bị văng tóe tung vung vãi trong cái phạm vi trong vòng cái bán kính là hơn 1 km. Và saewai na koto ni, đây là cái mẫu ngữ pháp các bạn học ở cái phần kiến thức của N2. Nhớ không ạ? Nếu mà bạn nào đang học N2 thì có thể nhớ biết cái mẫu ngữ pháp này đúng không? Koto ni là đứng trước nó là những cái từ thể hiện cái cảm xúc đúng không? Saiwai kiểu như là thật là may, saiwai na koto ni thì thật là may mắn như thế nào đó, và cái vế sau sẽ là cái sự việc khiến cho người ta có cái cảm xúc đó. Thật là may là không có ai bị thương cả. Saiwai na koto ni kega ni wa inakatta desu ne. Đó. Thì các bạn thấy rằng là cái những cái mẫu N2 và N1 ấy thì chúng ta sẽ bắt gặp nó nhiều khi mà các bạn đọc với phần bản tin. Rồi, tiếp theo cái đuôi câu này này, cái đuôi này là thôi ưu, là trích dẫn lại cái nguồn thông tin ghi được. Nhưng mà cái thôi ưu này cũng chủ yếu là trích dẫn trong cái dạng văn bản, ví dụ như là báo chí. À, đấy, tức là gì? Theo cảnh sát địa phương cho biết, bởi vì đây là cái số nhiều nên người ta thêm cái đuôi lọ, đúng không? Keisatsukan da. Thì người ta đã gì? Đêm hôm qua người ta đã phải trải qua một cái đêm bận rộn để xử lý cái vụ tai nạn. Thì cái phần này các bạn học được một số cái cụm từ, ví dụ như là toàn bộ sự việc này, cái rào chắn tàu này, hoặc là chết máy là chủ yếu dùng cho tàu này, hoặc là xe ô tô này, nó ở trong cái trạng thái là nó bị hỏng chết máy không di chuyển được, giống như kiểu như là tatama mashin, chết là kiểu chết đứng á. Đúng không? Đấy thì cái đoạn đầu này nếu mà có cái video thì các bạn nhìn nó sẽ trực quan, nó sẽ dễ hiểu hơn. Nó sẽ trực quan, nó dễ hiểu hơn. À, cái đoạn sau cũng vậy. Buồn thế chứ còn đến cái video thứ hai này nó cũng bị là mất link luôn. Thế là chả còn cái gì để xem nữa luôn. Như cái thứ hai này thì cũng sẽ có một số từ mới khá là hay. Cái vụ thứ hai này thì mình nhớ là nó ghi camera, nó ghi lại được cái hình ảnh là có một cái xe ô tô đang tự nhiên đi thì không hiểu sao lại bị tông vào, nó tông vào trong một cái cửa hàng. Thế thì ở cái lúc cái cửa hàng đấy thì có một em bé, là có bé đầu á, bé lớn là chị đang đứng ở đó, và một cái xe nôi xe đẩy ấy, là có em bé thứ hai nằm ở trong cái xe đấy. Mà may sao mà cái nó đâm rất là nhanh luôn, nó ghi vào cái hình ảnh đó, mình nhớ là mình xem cái đấy là cái hình ảnh nó tông rất là kinh khủng luôn, và cái bé đầu lại có thể chạy thoát được, và cái bé thứ hai mà cái xe nôi ấy, thì nó chỉ sát cái xe ô tô ấy, chắc là chỉ có tí 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 tí, mình nhìn trên hình mình không phân biệt được, mình cứ tưởng là đâm vào cái xe nôi ấy luôn, nhưng may quá nó lại trật đi. Đúng là không hiểu sao cái số lúc đấy nó lại may mắn thế. Thế là may quá là hai em bé đấy đều không việc gì luôn, chỉ có một hai người bị thương thì đấy thôi ấy, cái hình ảnh ấy. Cái chỗ này có một số từ học được này. Baby car thì ok rồi, nó cái xe đẩy đúng không? Xe đẩy cho trẻ em ngồi nằm trên đấy ấy. Rồi cái động từ là đâm vào, thường ví dụ như là những cái ví dụ như là xe ô tô nó đâm vào ấy, đâm vào rất là mạnh, đâm thọc vào ấy, thì người ta sẽ dùng cái động từ này. Và chúng ta học được một cái từ nữa là sure sure.
sure nó dùng cho cái trạng thái nó giống kiểu như là giri giri ngay sát sản sản luôn. Sure sure. Seshoku là tiếp xúc, hoặc nhiều khi là chúng ta sẽ dịch với nghĩa là va chạm cũng được. Cái shogeki thì theo kiểu như hai bên nó đâm, nó tông nhau. Còn seshoku là kiểu nó dạng như hai bên tiếp xúc, nó chạm vào nhau ấy. Seshoku. Rồi cái động từ này, cái động từ này cũng hay được hỏi trong cái phần đọc kanji của N2 với N1. Cái chữ miễn này, đúng không? Chúng ta hay đọc nó là gì? Manukareru. Manukareru thì cho cái nghĩa là mình thoát được, mình tránh được một cái gì đó. Thường là thoát được, tránh được những cái tình trạng nguy hiểm. Doyo là dao động, nó có thể dùng cho cái nghĩa là kiểu như là cái tâm lý bất ổn, lúc đấy rất là sợ, cái tinh thần nó không ổn định, hoảng sợ ấy, người ta sẽ dùng là doyo. Genchi media là truyền thông địa phương, ví dụ như là các cái hãng đưa tin báo đài của địa phương đó, tức là tại cái địa phương đấy nhé. Genchi. Hangso, hangso cái nghĩa trực dịch của nó là người ta vận chuyển, thế nhưng mà chủ yếu nó sẽ được dùng cho cái nghĩa là gì? Khi mà người ta chở những cái bệnh nhân hoặc những cái người bị thương đến bệnh viện ấy, người ta cũng sẽ dùng là Bioin ni hanso sareru, đúng không ạ? Được chở đến bệnh viện. Tiếp theo là cái từ betujo. Betujo thì các bạn nhìn đây, chữ trạng đúng không? Thì nó sẽ dùng để chỉ nghĩa là cái tình trạng khác thường. À, nghĩa trực dịch của nó là những cái tình trạng khác thường. Nhưng khi mà chúng ta đi vào một cái cụm là inochi ni betujo wa nai thì chúng ta sẽ hiểu là không có ảnh hưởng đến tính mạng, tức là không có nguy hiểm đến tính mạng, tức là tính mạng không có vấn đề gì khác thường cả, bất thường cả. Nhớ cái cụm từ này nhé. Inochi ni betujo wa nai. Rồi tiếp theo, cái từ kan ipatsu thì mọi người chắc là cũng có biết từ này đúng không? Kan ipatsu là kiểu như là, nhìn các bạn nhìn này, kan này là chữ gian, trong ý nghĩa là cái khoảng cách. Ipatsu là một sợi tóc. Thì nó dùng trong cái câu tiếng Việt của chúng ta là trong gang tấc, là cách nhau rất là mỏng manh thôi. Tiếp theo này, cái từ sefu. Sefu, cái từ tiếng Anh của nó là cái chữ safe này, với cái nghĩa là gì? An toàn, hoặc là gì, được cứu thoát, taskaru. Thế thì cả cái cụm từ của chúng ta là kan ipatsu sefu, tức là thoát chết ngay trong gang tấc. Thoát chết ngay trong một chi 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 thôi là coi như là xong rồi. Cái đoạn này cũng có một ít đoạn thôi, cố nha. Đây, cái phần đầu người ta có ghi ở đây là cái hình ảnh thu được từ camera giám sát được đặt này, khi mà người ta muốn nói người ta đặt một cái thiết bị cái gì đó, người ta có thể để ở đây là setji, được lắp đặt ở ngay trước cửa hàng này, setji sareta. Thì cái hình ảnh ấy, trong cái hình ảnh đấy thì có là một bé gái và một chiếc xe đẩy, nó nằm ở bên cái lề đường ấy, cái đường dành cho người đi bộ đúng không? Và đột nhiên thì có một chiếc xe ô tô màu trắng nó đâm vào. Đột nhiên cái chiếc xe ô tô màu trắng nó đâm thập vào luôn cái hình ảnh các bạn, mà nhìn nó các bạn sợ lắm luôn đấy, mình vẫn nhớ cái cảm giác khi xem cái video đấy luôn. Đó, cái này không cần đâu. Thì cái bé, cái cô chị ấy, cái cô bé gái hasute nigemashita, cô ấy chạy tránh được. Thì nhưng mà đây chúng ta có một cái đoạn này này, yosu. Yosu sẽ dùng để chỉ cái trạng thái, chủ yếu là dùng cái trạng thái ví dụ cái nét mặt này hoặc cái trạng thái của tình hình. Thì trong cái trường hợp này nói yosu này là sẽ dùng để chỉ cái biểu hiện của cô bé. Cô chị này cô ấy chạy thoát được, thế nhưng mà trên cái gương mặt và cái biểu hiện bên ngoài thì vẫn không giấu nổi cái sự hoảng sợ. À, các bạn nhìn thấy cái đôi yo ở đây đúng không? Dao động, nhưng mà ý là cái, lúc đấy là rất là tinh thần, nó rất là hoảng sợ, nó không được ổn định nữa rồi. Đôi yo, đúng không ạ? Đôi yo, này, nhớ nhá. Kakusei na yosu desu. Và trên cái xe nôi ấy, thì còn một em bé nữa đang nằm ở trên đó. Thế nhưng mà này, chỗ này, sure sure no tokoro de, sure sure no tokoro de kuruma との接触を免れ無事でした。無事là kiểu như là bình an vô sự, không vấn đề gì đúng không? Thế nhưng mà thật may mắn là tránh được,免れ là mình tránh được, mình thoát khỏi những cái gì đó, chủ yếu là những cái tình huống nguy hiểm đúng không? Thế nhưng mà thật may là có thể may mắn là tránh được cái va chạm với chiếc xe ô tô ngay đâm ngay sát bên cạnh luôn. Sát sản sản luôn, sure sure no tokoro, nó kiểu giống như là giri giri ấy, kiểu sát sản sản luôn ạ. Thì cái lúc đấy bố mẹ của hai em bé này thì lại đang gì, đang mua ở bên trong cửa hàng ấy. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là kiteita tokoro desu, tokoro desu. Mọi người nhớ là chúng ta học
cái tokoro desu ta chứ. Chúng ta học cái mẫu là gì? Vete de tokoro desu, dùng để chỉ một cái hành động nào đó nó đang diễn ra đúng không? Tokoro desu. Và hôm qua, không biết là hôm qua là hay là hôm nào thì mình không nhớ chính xác nhỉ. Hôm qua là có cái video mà mình nói trên YouTube về các cái trường hợp mà dùng với dạng hiện tại tiếp diễn là VT được đúng không? Thế thì có một số bạn hỏi thế là VT được thì nó khác như thế nào với VT tạ? Thì rõ ràng nó khác nhau rồi, nhưng mà các bạn cứ hiểu là có một cái trường hợp đó là gì? Người ta sẽ có cái hiện tượng là lùi thì. Lùi thì ở đây tức là gì? Một cái mà nó đang xảy ra ở hiện tại ấy, nhưng mà người ta muốn dùng nó, ví dụ như là bây giờ là đang như vậy thì người ta sẽ để là VT được thuộc độ. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang kể về một cái thời điểm nào đó đang xảy ra trong quá khứ thì lúc đấy bắt buộc là chúng ta phải lùi thì. Bắt buộc là phải lùi thì hết. Thế nên cái chỗ này người ta mới để là kite ta tokoro deshita. Cái hành động đang xảy ra trong quá khứ và người ta gọi nó là cái hiện tượng lùi thì. Đang diễn ra hiện tại này, bây giờ đang diễn ra trong quá khứ, đúng không? Và theo Niyorimasuto, theo truyền thông địa phương đưa tin thì cái vụ tai nạn này làm cho 3 người bị thương, Chanin ga kegao shite và đã được chuyển đến bệnh viện. Hanso sarimashita ga, nhưng cả ba izure mo, thì thật là may mắn là cả ba đều không có nguy hiểm đến tính mạng. Izure mo inochi ni betsujou wa naiということです. Thì cáiということです là cái phần mà chúng ta trích dẫn thông tin, nó ăn khớp với cái vế đằng trước là niyorimashito đúng không? Khi mà đến cái phần này thì có bạn sẽ băn khoăn là cái izure nó dùng trong những cái trường hợp như thế nào. Thì mình sẽ nói luôn về các cái trường hợp có dùng với cái từ izure này nhé. Izure này cũng dùng với khá nhiều trường hợp. Izure đầu tiên ấy là nó sẽ bằng nghĩa với những cái trường hợp như là dore, doko, dochira, một cái nào, nơi nào. Đó. Ví dụ như thế này nhé. Cả hai, mình có hai đối tượng đúng không? Hoặc là hai cái gì đó thì cả hai cái đều rất là sukurete được, nó cũng đều rất là xuất sắc, nó rất là tốt. Thì bây giờ không biết là chọn cái nào thì thực ra cái izure ấy, nó chính là thay thế cho những cái từ để hỏi như thế này. Thay vì dùng ở đây là izure wo erabe ba yoi no daro ka thì người ta có thể dùng là dochira hoặc là dore wo, được chưa? Thế nên là khi mà chúng ta để thêm cái ka thì người ta sẽ được cái từ là izure ka. Izure ka thì nó sẽ bằng với dochira ka, dore ka, tức là cái nào đó trong số những cái đấy. Ví dụ như là bây giờ tôi có từng đấy cái thì cậu hãy chọn một trong số nó đi. Izure ka o erabi kudasai, đúng không? Đó, thì ở đây là giống như cái dạng trên, nó sẽ bằng với cái này là từ để hỏi. Nhưng mà khi thêm cái ka thì là gì? Một cái nào đó trong số những cái đấy, đúng không ạ? Nhưng nếu mà các bạn thấy là nó có izure mo thì nó chính là bằng với những trường hợp như là dochira mo, dore mo, donata mo, nó có thể dùng cho cả người, cả sự vật sự việc đều được nha. Thế nên trong cái câu này người ta để ở đây là đâu nhỉ? Ba người bị thương và izure mo inochi ni betsujou wa nai ということです desu, tức là cả ba cái người này đều là may mắn là không có bị nguy hiểm đến tính mạng. Thay vì dùng với dare mo thì người ta dùng là izure mo này. Thì thêm một trợ từ mô thì nó sẽ bằng với sắc thái như vậy. Ví dụ nhé, cả A và B cái nào cũng đúng. A mô B mô, izure mô seikai desu, đúng không ạ? Nhưng mà cái ngoài ra nhé, nó lại còn có những cái trường hợp khác nữa. Ví dụ như là khi mà chúng ta chỉ dùng với izure wa hoặc là chỉ bằng với mình cái izure thôi thì nó còn với một cách dùng nữa là nó sẽ bằng với sắc thái của từ itka. Một lúc nào đó thường là nó sẽ dùng cho cái tương lai gần. Ví dụ như là khi mình đến mình chuẩn bị đến nhà ai đó hoặc là mình nói chuyện với ai đó thì mình bảo thôi sắp tới tôi sẽ lại đến thăm anh, thường là cái từ này nó cũng khá cứng thì người ta có thể dùng là izure và lúc này sẽ thay thế cho cái từ itka, một lúc nào đó nó sẽ là tương lai gần nhé, tương lai gần. Nhưng mà ngoài ra này đó thì các bạn thấy nó dùng rất nhiều trường hợp đúng không, nhưng ngoài ra nó còn một cái nữa, có một cái nữa, ví dụ như là khi mà các bạn nhấn mạnh dù là cái nào đi chăng nữa ấy, thì người ta sẽ thêm những cái từ khác, ví dụ như là izure ni shitemo hoặc là izure ni seo này. Dù cái nào, cho dù là cái nào đi chăng nữa thì cũng như thế nào đó, thì thêm ni shitemo thì nó sẽ mang cái tính chất như vậy, kiểu như là hai cái bộ quần áo này cái nào cũng đáng yêu nhưng mà cái nào cũng đắt, izure ni shitemo, nó giống như kiểu như là dochi demo, đúng không? Thì các bạn nhớ cho mình là izure nó sẽ có những cái cách dùng như vậy.
nhé. Dô rê cả, ý dư rê cả, hoặc là ý dư rê mô, hoặc là ý dư rê cho cái nghĩa về thời gian. Đầu tiên là cho cái nghĩa về sự lựa chọn, cái nào hoặc là một trong số những cái đó. Hai là cho cái nghĩa về thời gian, nó giống với trường hợp là ít cả. Thì cái phần này các bạn có thể bổ sung, bởi vì cái kiến thức này nó nằm trong cái phần kiến thức của N2 và N1. Rồi tiếp theo nha. Đây cái câu hỏi mình không nhớ là cái câu hỏi này của bạn nào nữa, nhưng mà nếu mà chúng bạn nào đang xem ở đây thì các bạn có thể comment nhá. Cái này thì đợt lâu rồi mình có hỏi cái status ở trên nhóm là trên fanpage là các bạn có câu hỏi nào thì mình sẽ livestream giải đáp ấy. Đó, thì đây có câu hỏi của bạn ở đây. Cái này thì nó cũng nằm trong cái phần kiến thức của N1. Nhưng mà N2 cũng có thể hiểu được nhá. Bởi vì là suy cho cùng, mặc dù nó là kiến thức của N1, nhưng nó lại cũng có dính dáng đến cái phần từ cái sơ cấp của chúng ta cơ. Đó là cái câu như thế này. Thì có hai sự lựa chọn. Thì bạn ấy thì chọn là phương án số 2. Bạn thì chọn là phương án số 2, nhưng mà cái đáp án chính xác là phương án số 1. Và bạn không biết là tại sao chỗ này lại khaki đi đấy. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích nha. Không biết là có bạn nào gặp phải cái câu, đã từng gặp phải cái câu này chưa? Kagiri thì xuất phát từ cái động từ gì? Kagiri cho cái nghĩa là giới hạn, đúng không các bạn? Ngày xưa chúng ta học ở cái mẫu N2 thì có rất nhiều mẫu liên quan đến kagiri, nhưng mà chốt lại nó vẫn là cái nghĩa gốc là giới hạn một cái gì đó, đúng không ạ? Thì giới hạn ở đây thì các bạn thấy là mẫu N2 thì có rất nhiều, ví dụ như là kagiri dewa hay là gì nhỉ? Ni kagiri, đúng không ạ? Đó, nhưng mà ngoài ra chúng ta còn có cái trợ từ tế ở đây nữa. Cái trợ từ tế. Vậy thì tại sao chỗ này lại phải chọn về câu số 1 mà không chọn về câu số 2? Thì bây giờ mình sẽ nói về cái trợ từ tế. Cái trợ từ tế là một cái trợ từ mà nó rất là rắc rối. Nó rất là rắc rối trong tiếng Nhật, bởi vì nó có rất nhiều cách sử dụng. Cái cách sử dụng đầu tiên mà chúng ta học ngày xưa ấy là gì? Bằng cái gì đó, đúng không? Tại cái nơi nào đó hoạt động xảy ra. Nhưng mà không phải thế. Để nó dùng nhiều lắm. Để cho cái kiểu như là bằng cái phương pháp công cụ gì đó này. Hoặc là để cho cái kiểu như là giới hạn cái phạm vi, người ta cũng dùng với để này. Giới hạn cái phạm vi người ta cũng dùng với để. Ví dụ nhá. Ví dụ các bạn có nhớ không, ngày xưa khi mà các bạn học cái mẫu so sánh cao nhất ấy. Ví dụ như anh ta là người cao nhất ở trong cái lớp này. Thì tại sao người ta không dùng là kurasu nip ạ? Hoặc là class ni mà người ta lại dùng với trợ từ de. Đúng không? Là bởi vì sao? Bởi vì cái trợ từ de lúc này ấy, nó mang cái chức năng là nó giới hạn cái phạm vi cho so sánh đấy. Không phải là anh ta cao nhất thế giới, mà là anh ta cao trong cái phạm vi là class. Ví dụ như là kare ga kono class de ichiban sei ga takai. Đó thì cái de nó có thể dùng cho cái giới hạn phạm vi. Hoặc là de nó có thể đi với khoảng thời gian để chỉ cái nghĩa là cái khoảng thời gian cần thiết để mình thực hiện trong một cái việc nào đó. Ví dụ như là cái này một ngày là xong. Ichinichi de shiageru, đúng không? Shiageru là hoàn thành. Thì các bạn thấy là cái trợ từ tiết nó được dùng với khá nhiều những cái trường hợp. Đó. À, hoặc nói đến với cái việc là giới hạn phạm vi cũng vậy. Chúng ta có cái mẫu là kagiri dewa. Tại sao lại phải dùng với kagiri dewa? Bởi vì cái mẫu này là giới hạn cái nguồn thông tin mà mình biết được. À, ví dụ như là theo những gì mà tôi đã nhìn thấy ở trên bản tin, hoặc là nghe thấy, tôi biết được ở trên bản tin, thì nghe nói là mùa đông năm nay rất là lạnh, thì vẫn phải dùng với kagiri dewa, bởi vì cái trợ từ tế ở đây mang cái chức năng là gì? Giới hạn cái nguồn thông tin. Cũng giống như cái kiểu trong cái câu so sánh cao nhất là người ta giới hạn cái phạm vi so sánh ấy. Đó. Thì cái trợ từ tế ngoài ra nó còn được dùng cho cái trường hợp là khi chúng ta nói về cái điểm kết thúc, tức là đến đây là dừng. Đến đây là dừng. Các bạn còn nhớ không? Kore de owari desu. Kore de owari desu. Các bạn cứ tưởng tượng cái de nó như là một cái dấu chấm để người ta giới hạn cái kết thúc của sự việc. Đến đây, de là dừng lại. Kore de owari desu. Đó. Thế nên á, trong cái câu này, cái câu mà cái chiến dịch khuyến mại quảng cáo kiểu lần này á, thì chúng tôi sẽ dừng lại trong tháng này, tức là coi như là chúng tôi chỉ gói gọn trong tháng này thôi, tháng sau sẽ không có nữa đâu mà, đúng không? Không có nữa đâu, kiểu như là để hối thúc mọi người, chúng tôi chỉ khuyến mại lần này thôi nha, có chuyến dịch lần này thôi, lần sau không có nữa đâu, nên khách đến mua hàng nhanh nhanh lên. Thì cái ý ở chỗ này là người ta sẽ giới hạn cái phạm vi. Đó, người ta sẽ giới hạn cái phạm vi. Và cái giới hạn cái phạm vi ở trong cái trường hợp này á, thì nó sẽ vừa dùng được với kagiri và ghép với de. Nhiều bạn sẽ thấy là
bản thân cái kagiri đã là giới hạn rồi, sao lại còn phải thêm với de? Là bởi vì như thế này, là bởi vì lúc nãy mình phân tích là cái chậm từ de là nó gì, cái điểm dừng, nó là cái điểm dừng, và sau đấy thì owari coi như người ta sẽ không thực hiện nữa. Ví dụ như là cái cửa hàng mà tôi hay đến tôi ăn trưa ấy, thì hết tuần này là nó đóng cửa, nghe nói là như vậy, thì coi như là cái tuần này là cái giới hạn, và đến cái giới hạn đấy là cái điểm dừng. Thế nên là vừa có phải có cả kagiri và vừa phải có de, konshu kagiri de heiten datte ne. Đó, còn nếu mà chỉ mình cái kagiri thì nó chỉ mang tính chất là giới hạn thôi, nó chưa hẳn là cái gọi là cái owari, cái saigo, cái điểm dừng. Thế nên chúng ta nhớ với một cái mẫu này, thực ra cái này thì có nhiều khi là trong sách của N1 người ta không để thành mẫu. Đó, thì chúng ta nhớ là cái kagiri de là cái dạng gì? Điểm dừng. Đó, hết tháng này là coi như xong, hết tuần này là coi như xong. Được chưa? Thì thực ra cái cách nói này ấy, cái cách nói này nó lại bằng với một cái mẫu của N1 nữa. À, có bạn comment luôn rồi này. À, Nguyễn Thị Như Quỳnh, bạn ấy comment là okagiri ne, đúng chính xác là như vậy, nó bằng với cái mẫu đấy. Tức là những cái mẫu nó sẽ có cái sự liên kết với nhau. À, ví dụ ở đây, cái này cũng là N1 các bạn sẽ học này. Nó sẽ bằng với cái mẫu okagiri ne hoặc là omotte để chỉ cái nghĩa là ôi, coi như là lúc đấy là cái điểm dừng. Giới hạn đến đấy thôi, sau đấy thì sẽ mo owari. À, giống như cái câu này là coi như là thứ bảy tuần sau là cái cửa hàng này đóng cửa rồi. Cái thứ bảy tuần sau là đóng cửa. Thế nên là nó hoàn toàn bằng nhau nha. Các bạn có thể thay thế bằng cái omotte hoặc là okagiri ni. Và nó đến cái omotte để nó lại có dây dáng như thế này này. Thực ra ấy, cái omotte chính là cái cách sử dụng cứng hơn của trợ từ de. Các bạn cứ hiểu là cái de là cái thông dụng nhất, cái căn bản nhất. Nhưng sau này khi mà các bạn học lên cao cấp ấy, thì nó lại có thể sử dụng với omotte khi chúng ta đưa ra những cái thông báo mang tính chất trang trọng. Ví dụ thông báo của cửa hàng đến toàn thể khách hàng, hoặc là trong những cái gọi là speech phát biểu. Thì các bạn cứ hiểu là thực ra cái omotte chính là cái cách dùng cứng hơn của trợ từ de. Thế nên cái omotte nó mới được dùng trong những cái trường hợp như sau. Đầu tiên là cái điểm dừng, đúng không ạ? Có những cái thời hạn. Ví dụ như là một cái ca sĩ nào đó trong nhóm thì nói là cái live show lần này, hết cái live show lần này thì chúng tôi sẽ giải tán thôi. Konkai no live omotte, watashi tachi wa kaisan shimasu. Đó là cái kigen, cái giới hạn, đúng không? Và ngoài ra cái omotte, bởi vì nó thay thế được trợ từ de nên nó có thể dùng cho cái nghĩa là cái công cụ. Nhưng mà công cụ ở đây không phải công cụ theo kiểu như là tôi ăn cơm bằng đũa đâu nha, bởi vì đó là những cái thông thường trong nichijo, trong cuộc sống thường ngày. Còn đây nó phải là cứng cơ thì nó sẽ thường dùng trong văn bản thông báo. Ví dụ như là cái kết quả của cái thi thì chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản trong vòng 2 tháng chẳng hạn. Nikagetsu inai ni shomen omotte tsuchi itashimasu. Thì thực ra cái chỗ này cũng chính là cái trợ từ thay thế cho trợ từ tiện, hoặc là có thể dùng bằng những cách như là niori, đúng không? Đó. Và ví dụ như là khi mà người ta dùng những cái thông báo nó trịnh trọng hơn thì thay vì dùng omotte người ta có thể chuyển nó thành là omochimashite. Ví dụ đây là konketsu omochimashite shuryou tonarimasu. Đó. Thì các bạn thấy là nó móc nối và nó liên kết với nhau kiểu như vậy. Thì cái kagiri de trong cái trường hợp này nhé, konketsu kagiri de nó sẽ bằng với là konketsu kagiri ni hoặc là konketsu omotte, bằng hoàn toàn giống nhau. Nhưng tại sao cái phương án số 2 là cái nikagiri nó lại sai? Bởi vì nếu mà đi về cái trợ từ nikagiri nó lại cách dùng khác của kagiri này. Mọi người còn nhớ không ạ? Khi mà chúng ta đi với một danh từ cộng với nikagiri thì lại dùng để chỉ nghĩa là cái đối tượng đấy là đặc biệt, và chỉ riêng cái đối tượng ấy mới có được một cái tokubetsu đấy thôi, mới là trường hợp ngoại lệ thôi, còn những cái khác thì không được. Ví dụ như là hôm nay thì chúng tôi chỉ dành một cái chương trình khuyến mại là với những con của khách hàng mà đến á, tầm khoảng là từ 3 tuổi trở xuống thì chúng tôi sẽ miễn phí vé vào cửa chẳng hạn, như hôm nay là Trung Thu chẳng hạn. Thì cái danh từ N đi với nikagiri thì nó lại mang cái tính chất chỉ là gì? Giới hạn cái đối tượng thôi. Và chỉ cái đối tượng đấy mới được những cái ưu đãi đặc biệt, chỉ là cái trường hợp ngoại lệ degai. Chứ cái mẫu nikagiri thì nó lại không dùng cho cái giới hạn cái thời gian đâu nha. Không dùng theo kiểu như là đến đây là dừng, giống như câu lúc nãy là hết tháng này là chúng tôi không tổ chức cái chiến dịch quảng cáo, không phải như vậy đâu. Mà trước nó sẽ là một danh từ N theo kiểu là chỉ cái N đấy mới được gọi là ưu đãi đặc biệt degai, đúng không ạ? Hoặc ví dụ như là chỉ hôm nay thì chúng tôi mới tổ chức cái sale off 50%. Thực ra thì nó cũng theo kiểu như là hết hôm nay thì chúng tôi sẽ không tổ chức nữa, nhưng mà ở đây nếu mà để với danh từ thì các bạn sẽ hiểu được kiểu như là hôm nay là một danh từ và cái ngày hôm nay là cái trường hợp đặc biệt, còn ngày hôm sau thì lại khác. Đó. Nên là cái nikagiri không 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 phù hợp trong trường hợp này.
chưa? Danh từ nhá, definite khả kỳ đi. Và cái mẫu khả kỳ đi là một cái mà rất là dễ bị nhầm. Bởi vì sao? Bởi vì nó loạn hết cả lên. Nó loằng xoàng hết cả lên đúng không? Ở các lớp mà online N2 thì thường thường mọi người cứ hỏi cô ấy tổng hợp cho em các cái cách sử dụng có liên quan đến Kagi đi đi, khóa nào cũng cứ phải tổng hợp tất cả các cách sử dụng liên quan đến Kagi đi, nhưng mà mọi người vẫn cứ kiểu như là bị nhầm ấy. Đấy, nên là cái chỗ này để chỉ nghĩa là owari shuryo thì người ta sẽ dùng cái này. Còn cái trường hợp mà nhi Kagi đi theo kiểu như là giới hạn, chỉ cái đấy là đặc biệt thôi, là tokubetsu là regai, như cái ý đằng sau không phải theo cái sắc thái là tokubetsu, không phải theo sắc pháo là regai đúng không? Có nhiều bạn sẽ dịch là chỉ riêng tháng này chúng tôi mới tổ chức campaign, nhưng như thế lại sai. Bởi vì sao? Bởi vì cái đằng sau là thể hiện cái owari, nên là không dùng với nikagiri trong trường hợp này được, mà phải là kagiri đấy, bởi vì đằng sau là owari đúng không ạ? Thế thì một cái câu hỏi chắc là bạn này cũng đang học N1 chắc. Ủa, sao mình lại bị ao ra cái này nhỉ? Rồi, cái buổi livestream ngày hôm nay có vẻ hơi khó đúng không? Bởi vì nội dung của nó, thứ nhất là liên quan đến phần bản tin, thứ hai là liên quan đến cái phần mẫu ngữ pháp này thì toàn của N1 với N2 thôi. Mọi người chịu khó nhé. Ok, chắc mình sẽ dừng cái phần livestream ở đây. Không biết mọi người, nếu như các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể comment vào nhé. Mình sẽ đọc những cái phần comment đấy, và nếu như có thời gian thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Còn những buổi sau thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần series cái gì nhỉ? Không chắc chúng ta đang làm nhỉ? Chắc ngữ pháp cơ bản. Thì cái phần đấy thì có vẻ như là mọi người sẽ hào hứng hơn bởi vì nó dễ hiểu hơn đúng không? Quan loằng ngoằng quá. Đúng rồi, rất là loằng ngoằng. Rồi, ok. Sao mình không đọc được comment nhỉ? Có từng đấy comment thôi sao? Rồi, bye bye cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Còn nếu như mà bạn nào muốn đăng ký khóa học hoặc là muốn tư vấn về khóa học thì các bạn cứ nhắn tin vào fanpage xuống mình nhé. Tư vấn bên mình sẽ thông tin cho các bạn. Đợt này thì đang có cái đợt lì xì đầu năm. Nếu mà các bạn mua combo thì rất là rẻ luôn. Rẻ thực sự luôn. Học ví dụ như là nếu mà mua combo của cả N2 và N1 thì chỉ giá chỉ còn có 5 triệu thôi, mà các bạn được học 2 năm liên tục. Bởi vì là sao? Bởi vì là mỗi một khóa này các bạn sẽ được học liền tù tì trong vòng 1 năm, và nếu mà các bạn chưa học hết thì các bạn bảo lưu, bao giờ các bạn muốn học các bạn mở lại khóa là ok. Ví dụ mua cả cái N2 và N1 thì cũng chỉ rơi vào tầm 7 triệu 2, mà thêm lì xì nó chỉ còn có 7 triệu, học 2 năm luôn nhá. Trong khóa học các bạn sẽ được học những gì? Một là cái phần video khóa học theo lộ trình, hai nữa là cái quan trọng và cái đặc biệt nhất mà mình nghĩ là thực sự là rất là kỳ công và mất công sức, đấy là ngày nào các bạn cũng sẽ được những cái phần livestream để giải đáp thắc mắc. Tức là mình thì mình luôn quan niệm rằng là cái việc học online hay học bất kỳ những cái phần offline nào ấy, cũng cần phải có cái sự kỷ luật cá nhân của các bạn. Bao giờ cũng thế, cả chính mình có cái động lực, mình mong muốn, mình muốn làm một cái việc gì đó và có cái ý chí thì mình sẽ làm được thôi. Thế nhưng mà nhiều người thì cứ nghĩ là phải có cái người hô hào, phải có người như thế này thế kia như thế thì em mới học, nhưng mà như thế thì rất là khó. Cái động lực mà đến từ phía bên ngoài ấy, thì thường nó sẽ đến nhanh và nó cũng đi rất là nhanh. Hôm nay thấy người ta thế này thì mình thích, nhưng mà mai mình cũng chán lắm. Nên là cái để thành công mới là quan trọng, phải có cái kỷ luật bản thân, đặt theo một cái lộ trình và một cái barem như thế nào, và tiếp theo là có cái người đồng hành nữa. Bởi vì trong khóa học hoặc là trong cái việc các bạn tự học thì các bạn sẽ gặp rất nhiều những câu hỏi. Cái này tại sao lại như thế này? Hai cái này nó khác nhau như thế nào? Thì với mỗi một cái khóa học online như thế này thì sẽ 50% là cái nội dung các bạn học theo chương trình, và 50% nữa là cái công sức mà mình giải đáp những cái câu hỏi của các bạn trong những cái buổi livestream như vậy. Ây da, thôi chào mọi người nha. Đến đây là xin dừng lại. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái buổi sau. Hôm nay bởi vì cuối tuần là cũng khá là rảnh. Vừa mới livestream xong của nhóm N3 và N2. お疲れ様です。